Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mua và test hai cây DE Thunder VIP và cây Kuri Ultimate Gold. Thì đầu tiên thì mình sẽ múc cây DE Thunder test trước, còn cây Kuri Ultimate Gold thì chắc là không cần test đâu. Và nó có bán thêm một số vật phẩm khác như là AN94 VIP với lại DE Chao Dragon. Rồi, thì những cái đồ mới cũng sẻng này thì không được bán vĩnh viễn. Rồi thì cũng không còn cái gì mới hết nữa. Thì có 3Z Spring. Cái này bên CM China là hàng hiếm đây. Ở bên này thì nó cũng bán cho anh em test chứ không có bán vĩnh viễn luôn. Thì mình sẽ vào test mua và test nha. Thì cái này tầm 6.760. Thì có phiếu giảm giá 500 kim cương. Rồi mua thêm cái bố này nữa. Tại vì cái bố này không biết là chủ à tại sao lại muốn mua Kuri Ultimate Gold này làm gì. Mình thì mình không thích. Rồi chủ à thích thì mình phải mua thôi. Đấy, mình làm clip thì chỉ review cây lục là chính. Nếu mà anh em muốn mình review về cây lục lục đạn vô hạn này cùng với so sánh với cây lục mà lục đầu boss này, nếu mà anh em muốn thì mình sẽ làm một cái clip như thế nhá. Anh em đừng quên comment ý kiến các bạn bên dưới clip của mình. Đấy, thì các bạn comment vào thì mình sẽ làm. Còn không thì thôi. Ok, thì mình sẽ vào test trong chế độ đấu lục đơn. Rồi. Chế độ này thì anh em cũng biết rồi, nó vừa ra. Rồi, gì đấy? Từ từ nào. Mình cũng lục VIP đây, nhưng hàng mình là hàng chính hãng. Này thì nhây này, nhưng hàng các bạn là hàng fake. Hàng ngày thôi. Ừ, sao cũng được, nhưng bán được là được rồi. Thì mình sẽ test thử cho anh em. Thì nếu mà hỏi mình đáng mua hay không thì dĩ nhiên mình là câu trả lời đầu tiên là đáng rồi. Nếu mình có tiền thì mình cũng múc. Đấy, khẩu này nó rất là mạnh. Cộng lại cộng thêm là nó đạn vô hạn. Các bạn bắn trong chế độ giống bay hay là chế độ người hay là gì gì đi chăng nữa thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đấy, vác nó vào AI cũng là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. À đủ gì cơ. Từ từ bạn ấy, chờ mình với AI. Má ơi, what the hell. Thằng ranh này dám ăn của bố ấy. Ê, từ từ. Ô sao lại bắn người không trúng này? Bắn người không trúng. Từ từ xem nào. Rồi hay lắm. Đấy, cái tội lấp ló là dễ chết lắm anh em ạ. Khuyên anh em là đừng nên lấp ló làm gì. Lao thì lao thẳng cái mặt ra luôn. Chứ còn lấp ló thì các bạn dễ chết lắm. Rồi, lục thì nó thế anh em ạ. Đấy, lấp ló dễ chết hơn các bạn lao ra. Đấy, các bạn lao ra như thế thì không bao giờ chết. Nhưng các bạn lấp ló như mình đây. Mình vừa lấp ló xong, mình vừa đứng một chỗ xong và nó sẽ bắn được mình. Đấy, gì cơ. Úi xổi. Vai mình hình như là mình vừa thấy cái viên đạn. Mình vừa thấy. Ê, từ từ bạn nào. Cục cứt thơm vãi. Vãi cả tên à. Này thì bà này hay ăn mình này. Thằng này nãy vừa ăn mình này. Đấy, phục thù nhanh thôi. Một pha hồi sinh sẽ làm bạn phục thù được. Này thì nguy hiểm này. Rồi có thanh niên nào móc không thế? Cây lục này thì anh em cứ vào test thôi. Có sẵn 7 ngày cho anh em mà. Cho 7 ngày anh em test chán rồi vào mua cũng được. À không biết là mình không biết là nó bán bây giờ rồi ngày mai hay ngày mốt nó có bán được không. Thì mong là nó bán. Đấy, cho anh em dễ lựa chọn. Ui toàn móc lốp bên này. Rồi 13 mạng rồi, có 7 mạng nữa thôi. Đây bạn ấy đây. Sorry bro. Anh em không thích mình nói sorry bro nữa thì thôi vậy. Mình không nói nữa. Thế thôi. À đủ chết rồi. Hàng đâu. Người đâu. Lòi cái mặt ra nào. À thấy rồi. Bây giờ cứ toàn lục VIP thôi anh em ạ. Cứ vòng là full VIP thôi. Đấy mấy bố ấy. Này double kill rồi. Ô thằng kia chết rồi. Chết thế nhỉ. Tha đấy mà. Chờ mình ra. Tí nữa là bạn đi rồi. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa. Nó sẽ nhảy ra thay vì lấp ló. Đấy đó là một cái mẹo để chơi lục. Rồi không phải mẹo. Ô từ bạn đi. Từ bạn đi. Thôi đi rồi. Công nhận là cây lục này nó bắn ác thật. Đạn nó ghim vào người là y rằng là cứ tiết cứ nhảy liên tục ạ. Đâu ra đây. Ôi chết rồi. Chết nhanh quá. Bạn đi xa quá. Giờ này mà còn cầm lục thường vào đây làm cái gì.
Giờ này người ta chơi lục VIP lục thường. Rồi, bình thường người ta ấy cứ thích thể hiện thôi. Chúng ta còn vài phút nữa. Úi sủa ơi, bắn đi đâu? Bắn đâu? Đây 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 đây. Đây đây, lòi cái mặt ra. Lòi cái mặt bắn ra. Thôi thôi nào, thôi nào, thôi nào. mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay đừng quên like, subscribe kênh của mình nhá. Và bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi, đây là hàng thật nhá, không phải hàng fake đâu. Hàng fake mình gỡ rồi. Toàn VIP. Game VL.